Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ngày đại lễ cũng đã đến hồi kết thúc. Ngày đại lễ với tất cả những nghi lễ cần có và chú đáo đã để lại trong lòng con dân một niềm tin tưởng không nguôi ở giáo lý của đạo Phật, ở truyền thống đạo đức của Á Đông và đặc biệt là của dân tộc Việt Nam, mà đặc biệt hơn nữa là của truyền thống nghi lễ cố đô Huế. Cuối cùng, trong 3 ngày đại lễ là lễ đăng đàn trần tế, chúng tôi xin được giải thích sơ qua. Trong muôn vàn pháp môn của đạo Phật thì pháp môn trần tế cô hồn là để dành cho những oan hồn cô độc, những linh hồn cô độc không nơi nương tựa thì họ sẽ trở về đây để đàn tràng trong 3 ngày đại lễ trai đạo để họ thừa hưởng chén nước lành, nén nhang thơm và lòng người dân cúng. Hôm nay đạo tràng pháp diệu và khai hội nhiên lai, triều thịnh thập loài cô hồn mau nhập trai đạo chân thể. Thập loài cô hồn nghe lời triều thịnh, mau mau lai nhập, mau mau lai nhập đàn tràng. Thưa quý vị, trong nỗi đau thương vô cùng ở cực cảnh địa ngục luân hồi, những con người không nơi nương tựa, họ biết tìm về đâu đây? Cho nên trong văn tế thập loài chúng sinh của Nguyện Du đã có những câu hết sức thấu đồng lòng người. Tiết tháng 7 mưa dầm phù sụt, toát hơi may lạnh buốt xương da, nào người thay khắp gần xa, ngàn lau nước vàng lá đa luồng vàng. Màn đen phủ tối tăm trời đất, hồn khôn thiêng thập phất u minh, thương thay thập loài hồn linh, hồn đớn phất thiết linh linh quê người. Trong văn tế thập loài ấy còn có những câu: kìa những người cầu danh kiêu hạnh, chỉ những lắp những gánh non sông, nói chi đơn thuần canh hùng, tưởng khi thất thể vần cùng và đau, bỗng phút đâu lò bay ngoài lời, để rồi từ đó đoàn vô từ lạc loài nhéo nhóc, quỳ khung đầu oan khóc đêm mưa. Cháu hay rằng thành bài là cơ, mà những oan hồn thì biết bao giờ cho ta. Hoặc là nào những người bàn loan trưởng dẫn, những cày mình cũng cấm hàng ngang, nhưng khi chuyển đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Chốn lầu cao hoặc nơi nước chảy, phần đã đành trăm dặm bình cơ. Khi đau trong lúc vui cười, vâng, khi sao trong lúc vui cười mà khi nhắm mắt chẳng người lấp chôn, thảm thiết thay chẳng còn hương khói, hồn mộng mơ bạn khói ngàn xin, thương mong chân yếu tay mệt, càng lâu càng hỏi, càng đêm càng buồn. Giờ đây đàn tràng khai hội đăng đàn trần tế, hỡi chư linh hãy trở về đây, nghe câu kinh tiếng kể giải thoát luân hồi, tôn trọng đề nghi lễ đạo Phật và theo đề nghị.
Yeah.
Lao đài chúng đồng thanh.
Yeah.
Thank you.
Oh,
ngã dạ một góc tròn lại vì bao nhiêu bồ đề bồ đề Love.
thập gia nại ma pháp lư ma gia nại ma tư Yeah.
Oh,
chân chung liệu đi tâm thể dân cơm mở thượng quan ba giới lại lên cho thể di tâm đạo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đặt lễ Oh.
trì để nhắc nhở luật nhớ vi nguyện ác nữ quá cố chứ vì hướng lên bất ly đương chữ pháp bồ đề tâm nguyện đoàn nhắc thiết ác mơ phật trở vì đề nghị nhất thiện pháp giới vi nguyện ác nữ quá cố chứ vì hướng lên bất ly đương chữ pháp bồ đề tâm nguyện tu nhắc thiết thiện mơ phật trở vì đề pháp tiểu thiên giới nguyện đáp từ các vị hướng lên bất ly đương sự pháp bồ đề tâm thế nguyện đồ nhất thiết chúng kinh mô phật tấn a ban đồ nên giới lai tập phương chư bạc nhà phạm quy nhất lô niết bàn kim nhật tứ thời yeah.
Nam-mô Vu Lan Diên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch Thượng Tọa Sám Chú, kính bạch Chư Môn Thượng Tọa Đại Đức Tăng, ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm Giáp Thìn, cũng là ngày tiểu tượng trai tuần hương linh mẫu thân của chúng con. Cho dù một năm trôi qua, nhưng chúng con luôn luôn ghi nhớ cảm ơn sanh thành của cha của mẹ, đồng thời nhớ đến công ơn tổ tiên. Ngày hôm nay cả con cả cháu chúng con phát tâm cũng dường trai tăng cầu siêu bạc đồ trần tế âm linh cô hồn vàng loài. Trước hết là cầu an cho thân phụ cha của chúng con luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân khỏe tâm an. Đồng thời cũng cầu an cho các anh chị em của chúng con hiện tại bây giờ luôn luôn được bình an, làm ăn tận tài tận lộc, gia đào bình yên, các con các cháu luôn luôn được học hành thi đỗ đạt công danh. Đồng thời ngọ hầu hồi hướng cho thân mẫu chúng con được trường thừa công đức này, được siêu sanh Phật cảnh. Một ngày đạn càng đã trôi qua, giờ này gần hoàng màn. Toàn thể các con các cháu, thân bằng quyến thuộc chúng con, đối trước chư tôn hiền đức tăng thành tâm cảm tạ tri ân. Vì ba tháng an cư kiết hạ, quý thầy không quản ngại đường xa xa xôi, từ thành phố Vũng Tàu, từ thành phố Đồng Nai, từ tỉnh Quảng Trị, cũng như quý thầy trong bộ từ chùa Bảo Ân, bỏ thời gian về tại gia đường nhất cũ nhất kề để cầu nguyện hương linh mẹ của chúng con được siêu thoát. Đồng thời gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn hai bác nhạc tại Huế cũng như Đắk Lắk về đây trợ duyên để cho đàn tràng ngày hôm nay được thành tụ viên mãn. Chúng con kính chúc quý thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe, pháp thể chân an, tuệ đắc thực, Phật sự viên thành. Kính chúc nhị vị bát nhạc cung đình Huế luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đạo bình yên. Nam mô A Di Đà Phật. Cần tế con đức tu